Đây Bali ngồi với cái nồi mới ở mặt nè. Đó. Trần ơi Trần, em của Trần đâu rồi Trần ơi? Anh hai đâu rồi Ly? Ngó cái nồi này kìa, em ngồi nằm im ru luôn. Ly hả? Bali hả? Nè cô chú năm mới nè, Bali cũng có đầu tóc mới nè. Dạ. Cho cô chú coi đầu tóc Bali ba mẹ đem ra nè đó. Ô tu 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 nè, đồ chơi mới nè đó.